Xin kính chào tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại cái video mới của mình trong ngày hôm nay. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ một cái câu chuyện, đó là trúng một tiệm nail lừa đảo tiền trợ cấp xã hội và ba người Việt bị truy tố nha quý vị. Làm chủ một tiệm nail và có hẳn nhà riêng nhưng họ vẫn nhiều năm lãnh tiền trợ cấp xã hội và các khoản hỗ trợ khác của chính phủ. Bà Liễu Thị Hà, 38 tuổi, cư dân Westminster, đã bị truy tố 37 tội đại hình về nói dối khi khai gian để xin trợ cấp, 11 tội đại hình về trộm và 2 tội đại hình vì giúp diễn dịch sai lạc. Nếu bị kết tội thì bà Hà đối diện với bản án tối đa là 48 năm và 8 tháng tù ở tiểu bang. Các thông tin về vụ án này được văn phòng biện lý quận Cam phổ biến chiều thứ sáu vừa và báo OC đã đăng trên mạng báo này. Ba người trong một gia đình sẽ thụ lý vào chiều thứ sáu tại tòa án West Yapti Central vì lừa gạt nhiều sợ quận Cam để lấy hơn 140.000 đô la tiền trợ cấp bằng cách nói dối và không báo cáo tài sản sở hữu trong các đơn xin phúc lợi trong 8 năm. Bà Hà có 2 con từ tháng 6 năm 2002 tới tháng 2 năm 2010 đã lãnh tiền tại chợ gia cư hơn 88.000 đô la nhờ khai gian. Từ tháng 2 năm 2004 tới tháng 2 năm 2009, bà Hà bị cáo buộc khai gian để lãnh tiền trợ cấp xã hội hơn 44.000 đô la tiền mặt, trợ cấp y tế, tem phiếu thực phẩm và dịch vụ chăm sóc con nhỏ mà trên nguyên tắc bà không đủ điều kiện để hưởng. Bà giáo sự kiện bà làm chủ một tiệm nail trên North Angeles và làm chủ một căn nhà ở Westminster và cho xe phòng trong nhà này mà không khai lợi tức. Người dì của bà Hà là Huệ Thị Chu, 37 tuổi, cư dân Garden Rover, bị truy tố 16 tội đại hình vì nói dối khi điền đơn khai gian và 10 tội đại hình vì trộm. Bà Chu đối diện bản án tối đa là 25 năm tù và 4 tháng tù tiểu bang nếu bị kết tội. Chồng cũ của bà Chu là ông Hải Điền Lưu, 49 tuổi, cũng ở Garden Grover, bị truy tố 11 tội đại hình về trộm và 1 tội đại hình vì nói dối khi điền đơn khai gian. Ông đối diện bản án tối đa 11 năm và 4 tháng tù tiểu bang nếu bị kết tội. Đổ bể vì một nhân viên sở gia cư quận Cam đã thấy khả nghi và đã báo cáo lên biện lý để điều tra. Cả ba người bà con này bị bắt hôm thứ Năm vừa rồi. Mỗi người bị buộc tiền tại ngoại là 500.000 đô và phải chứng minh rằng tiền này là từ một nguồn hợp pháp trước khi xin nộp tiền tại ngoại. Quý vị, anh chị và các bạn cũng vừa nghe xong một cái câu chuyện mà có lẽ rất là nhiều người đã từng biết đến những cái câu chuyện về khai gian thuế cũng như là những cái tiền mà xin trợ cấp xã hội nha quý vị. Bởi vì thực tế thì những cái khoản tiền này rất là nhiều người người ta lợi dụng về cái chính sách an sinh xã hội ở bên Mỹ. Ví dụ như là những người mà xin trợ cấp thất nghiệp hay là những người khai gian rồi xin những cái khoản trợ cấp xã hội rồi rất là nhiều. Rồi nhiều năm quý vị, người ta ăn không trên những cái tiền đó. Dù là người ta có công ăn việc làm đầy đủ, có nhà cho thuê, hoặc thậm chí là người ta còn có cả các cái tiệm nail làm chủ, ăn nên làm ra mà người ta vẫn khai gian để mà có thể nhận được những cái khoản tiền trợ cấp này nha quý vị. Và thực sự thì có rất là nhiều câu chuyện như vậy đã diễn ra. Rất là nhiều người cũng đã bị bắt và người ta cũng đã không thấy đó là làm gương mà lại cứ đi vào cái vết xe đổ nha quý vị.
Và thực sự thì cái câu chuyện mà khai gian trốn thuế hay là nhận tiền trợ cấp xã hội thì mỗi lần bị điều tra gần như là không thể nào thoát được nhé vị. Thì thực sự cái luật pháp ở bên Mỹ thì rất là khó mà rách luật nhé vị. Và nhiều người cứ nghĩ rằng khôn hơn những cái người làm pháp luật ở bên Mỹ, nên cứ nghĩ rằng cứ thoát được 1 năm 2 năm, nhưng mà đâu biết rằng càng để lâu thì cái mức vi phạm nó càng nhiều, càng bị đóng phạt nhiều, rồi cái mức tù thì sẽ nhiều hơn, và có thể rất là nhiều người, ví dụ như là ngay kể cả như chủ tiệm nail hoặc là những người làm nail chẳng hạn, người ta cứ nghĩ rằng nhận lương bằng 50% tiền mặt thì và 50% là tiền trả qua thẻ thì có thể dễ dàng trốn thuế bằng cái hình thức này. Nhưng mà thực tế một điều quý vị là rất là nhiều người cũng đã bị truy thu, cũng đã bị gọi là phạt về cái khoản tiền trốn thuế này nha quý vị. Và thực sự thì có một cái câu nói này có lẽ quý cô bác anh chị không biết là đã nghe hay chưa, nhưng mà mình cũng đã chia sẻ một vài cái bài viết, đó là chủ tiệm nail, thợ nail nghĩ mình khôn hơn những người làm trong sở thuế hay sao. Thì thực sự quý vị, thực tế mà nói thì đã có rất là nhiều cái vụ việc khi mà sở thuế người ta kiểm tra các cái tiệm nail, rồi người ta kiểm tra những cái khoản là khai báo cuối năm, và người ta đã phát hiện ra rất là nhiều các cái trường hợp là trốn thuế hoặc là khai gian thuế để có thể là bớt được các khoản nộp thuế nhà nước nhà quỷ. Nói chung là quý cô bác, cái nước Mỹ là một cái nước mà người ta nhờ nộp thuế của những người lao động, của này lao động, và người ta dùng cái tiền thuế đó người ta có thể làm các cái cơ sở vật chất, rồi người ta có thể để ra các cái an sinh xã hội khi mà những người đến cái tuổi nghỉ hưu người ta được hưởng. Nhưng vì những cái người mà tìm đủ mọi cách để có thể lách luật, để có thể trốn thuế thì chắc chắn sẽ rất khó có thể trốn nha quý vị. Quý vị có thể trốn 1 năm, 2 năm, nhưng mà quý vị không thể trốn được 5 năm, 5 năm, 10 năm. Quý chị, người ta sẽ tìm lại từ đầu. Quý chị, tìm lại từ đầu, rồi người ta sẽ lục lại và người ta sẽ truy tố quý vị. Và có thời điểm thì người ta có thể tìm kiếm bất cứ các thông tin nào để có thể tìm ra những cái khoản trốn thuế nha quý vị. Cho nên anh chị nào mà ai có những cái ý định về vấn đề trốn thuế thì cũng phải nên suy nghĩ lại. Chứ còn rất là nhiều các trường hợp mà xảy ra đó là trên 15 năm vẫn bị phát hiện và người ta truy tố, và cái mức tù tội thì nó lên đến rất là nhiều năm đó vị. Có những người thì lên đến hàng 50 năm, hoặc là có một sự việc đó là ba người gốc Việt ở khai gian thuế và sau đó là đã bị cảnh sát Mỹ bắt và bị phạt lên đến 48 năm nha quý vị. Thực sự thì cái vấn đề này thì có lẽ những ai sống ở bên Mỹ thì cũng đều hiểu biết hơn mình, và mình thì cũng chỉ cập nhật các cái thông tin cũng như là chia sẻ các cái bài báo chí để cho những quý cô bác anh chị có thể biết, để mình rút ra được những cái kinh nghiệm, chứ tránh những cái trường hợp mà mình cứ nghĩ rằng là mình có thể trốn được, nhưng mà nào ngờ đâu đến một cái ngày gọi là không đẹp trời á vị đó, thì có những cái người ở sở thuế người ta đến người ta kiểm tra, và như vậy thì nó cũng rất là phiền phức nha quý vị, đối với những ai có ý định trốn thuế nha quý vị. Và có những cái trường hợp mà bị trục xuất về Việt Nam, mặc dù là những người này đã có quốc tịch Mỹ nha quý vị, và thực sự cái câu hỏi nhiều người đặt ra rằng tại sao họ có quốc tịch Mỹ rồi vẫn bị trục xuất về Việt Nam, thì cái điều đó thì cũng là rất là các cái thắc mắc của rất là nhiều người gốc Việt ở bên đó. Người ta cũng mong muốn tìm câu trả lời, bởi vì tại sao người ta có quốc tịch Mỹ rồi, người ta qua bên Mỹ từ nhiều năm về trước rồi, hoặc là có những người qua bên Mỹ từ bé không còn một cái tí ở trí nhớ hay là vấn đề gì về Việt Nam cả, vậy mà bây giờ vẫn có nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam quý vị. Như vậy thì về Việt Nam làm cái gì, Việt Nam ở đâu sinh sống ra sao,
thì đã có một vài các cái trường hợp làm như vậy đã diễn ra quý vị ha. Và thực tế thì cũng đã có những cái người bị trục xuất về Việt Nam rồi và họ cũng không biết phải làm cái gì cả, vẫn phải nhờ người thân gia đình ở bên Mỹ chu cấp về Việt Nam để có thể sinh sống nhau qua ngày nha quý vị. Nói chung là khi bị trục xuất rồi thì cuộc sống nó thay đổi rất là nhiều, rồi gặp rất là nhiều khó khăn bởi một đất nước xa lạ mà trong ký ức của họ không có ở trong đầu. Nói chung là làm cái gì đi chăng nữa thì cứ nên tuân thủ đúng pháp luật của nước sở tại nha quý vị. Thì như vậy là quý cô bác anh chị có thể ăn ngon ngủ yên, chứ không phải suy nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt đầu cả nha quý vị. Thì cái video ngày hôm nay thì mình cũng có một chút cái thông tin muốn gửi đến tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn. Thì không biết quý cô bác anh chị các bạn đã từng chứng kiến những cái trường hợp này hay chưa? Thì thưa quý vị, cô chú, anh chị, các bạn có thể để lại comment và bình luận bên dưới video. Thì cái video này mình xin tạm dừng và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, cô chú, anh chị, các bạn ở video tiếp theo.